Chạy luôn á, chạy luôn á. Chết. Rồi, ô, nó đứng lên luôn là bắt đầu tính luôn. Đâu. Level 3. Cha. Level 3 này vì nó tới 500.000. Nên nó sẽ có một cái kỹ thuật, phải là kỹ thuật phối hợp. Luật chơi vẫn như cũ. Có 30 giây để tập luyện cho chiếc xe. Và mỗi người phải thực hiện làm sao bỏ được hai chân lên yên xe và giữ thăng bằng trong 15 giây. 15 giây nha. Phải bỏ được hai chân giống như hôm bữa tôi biểu diễn á, bỏ được hai chân lên trên cái yên xe đó và lái bằng hai tay. Là bỏ lên là được luôn chứ, hai chân luôn chứ ai cho phải thử mày ăn vàng hết, không có được vậy. Mày phải đứng lên đó, đứng lên nha, mông thẳng lên vậy nè đó, vậy nha, phải đúng tư thế mông thẳng nha, đứng vậy nha đó. Kèo này 500.000 nó phải khó. Ok, vô bắt đầu 15 giây. Không, không, mày ăn tiền của tao thì giờ mày đòi thêm dây làm quen. Ok, bây giờ 30 giây làm quen bắt đầu nha. 2, 3, bắt đầu 30 giây làm quen. Chân vào 3 giây, 2 giây, 1 giây. Rồi, thôi hết giờ. Hết giờ rồi. Kèo này 500.000 có vẻ nhức nách. Bắt đầu vô cuộc chơi thì sẽ cho mỗi vận động viên là 10 giây đầu tiên để lấy thăng bằng. Sau 10 giây đó thì sẽ bắt đầu tính thời gian là phải đặt chân lên ha. Rồi. Thời gian bắt đầu chạy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bắt đầu thực hiện động tác. Bắt đầu tính. Không được. Mới khoảng 3 giây thôi là thua cuộc, 3 giây thôi là thua cuộc. Một lát nữa tôi cũng sẽ tự thử thách cái tuyệt chiêu này để xem mấy anh đệ của tôi với tôi nào dữ hơn nha. Ai cái này nó chịu được rồi, nó chịu được mày ăn cái vô rồi gõ cho mày đó vậy đó. Cứ từ từ rồi chuẩn bị nè, 30 giây tập luyện bắt đầu. Kèo này căng thẳng quá. Tổ chức xe rồi. Hết giờ tập luyện. Dần hết giờ tập luyện. Kéo tới. Rồi bắt đầu sẽ vô thời gian chính thức. Rồi bắt đầu chạy đi. Mày sẽ có 10 giây đi các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bắt đầu thể hiện. Đứng thẳng lên, thẳng lên. Rớt rồi. Có vẻ như là kỹ năng cũng hơi xuất sắc á. Nhưng mà chưa được. Tiền nè, tài ơi, tiền. Ai lên lấy tiền nè. Kiếm tiền sao giờ luôn. 30 giây tập luyện, bắt đầu. Tập luyện ca này càng á, bây giờ hỏi ý kiến anh em nghĩ nó có ăn được tiền không? Tôi không tin. Rồi bắt đầu chạy cho 10 giây làm quen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bắt đầu thử thách, bắt đầu lên. Chưa. Ôi, vận động viên này thua ngay khi chưa kịp được một giây nào hết. Chưa kịp bấm giờ là thua rồi. Khó lắm, cái này khó ăn lắm.
dễ gì ăn được năm trời. Có nhiều này thôi, ăn này bữa tết đâu có gì. Quay em ơi. Đúng. Rồi nó nãy giờ nó ăn hết 900 ngàn của người ta rồi, bây giờ nó đòi ăn 5 xị mà nó kêu khó. Mày thôi mày để sếp mày tự ăn nè. Rồi 30 giây bắt đầu. Ghê quá. Rồi còn 9 giây. Đâu. Ôi, hết giờ tập luyện. Nè. Chạy không? Đâu có, xúc ốc thôi. Rồi xích cái xe cho nó kìa, xích cái xe cho nó đi kìa. Rồi, ok. Chuẩn bị nha, đặt lại. Rồi, bạn có 10 giây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 quên chạy hết chưa, phải đứng dậy mới tính. Ôi, không được rồi. Trời, khó ăn quá. Khoảng 10 giây giờ nãy tôi bắn trễ 3 giây, khoảng 10 giây. Ủa mày cuối cùng chưa? Chưa còn gì nữa hả? À, là phải đứng lên. Để, đúng rồi, phải đứng lên chưa? Không có đảm công tay bật nữa. Rồi. Đó, vậy đó đúng rồi, đó, khoảng vậy là được. Đúng rồi. Đây là một cái center mà hồi xưa là đã thể hiện tiết mục này cùng với kỹ sư Hẻm, và ảnh thể hiện rất là thành công cho chiếc xe center của ảnh. Nhưng mà chả biết với cái kỹ năng trên chiếc xe này, tôi nghĩ là anh không có cửa chơi với tôi đâu. Ok. Vô, 30 giây thử thách bắt đầu. Cho chạy thử. Đu. Đó không sao, không sao. Qua hết giờ lẹ, nhanh lên, còn 15 giây. Rồi, tiếp tục. Rồi, cho anh Tâm chạy nè. Có thể là anh sẽ thành công. Rồi bây giờ là anh sẽ vô chơi luôn á. Biết đâu được 1 xị 2 xị bỏ, nhưng mà 5 xị thì lấy luôn thì sao? Chưa kéo bạn lên. Rồi. Chuẩn bị nha. Có 10 giây bắt đầu thử. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ôi, camera ơi. May quá, không sao. Camera đứng hình luôn ơi. Pha này hơi căng nha. Không có. Vô chạy mà. Được lại mà. Không, no. Không sao, xước thôi à. Tiếp. Đi cuối cùng hả? Đúng rồi, đi cuối cùng cameraman. Rồi bắt đầu 30 giây tập luyện. Hết giờ. Rồi. Bắt đầu đếm giờ. Chưa ok chưa? Rồi có 10 giây thử nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Không sao, nó cũng chưa thực hiện động tác nên cho một cơ hội. Rồi, bắt đầu. 10 giây. 5 giây thôi. 5 4 3 2 1. Thực hiện động tác coi. Bắt đầu. Đây là thành viên có số dây cao nhất từ đầu tới giờ. Cao nhất. 10 là mấy giây rồi? Ai camera thay thế cameraman coi. Rồi, 15 giây. 12 vậy bà tám. Có cái gì nữa? À, tức.
30 giây tập luyện bắt đầu. Ghê mày. Thôi anh cameraman vì ảnh cực khổ quay phim nên tôi quyết định là cho anh thêm 15 giây để tập luyện hả. Rồi anh cho anh 15 giây để tập luyện nữa. Một câu hỏi cho anh cameraman. Rồi hết giờ tập luyện, mày sẽ vô chơi thẳng luôn nè. Khó. Đó, khó, tốn cái miếng quá. Rồi, tiếp. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1 1, 10 giây để mà lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bắt đầu thời gian động tác. Ôi, rồi, thua cuộc. Rồi, bây giờ sẽ là màn thể hiện của sếp. Rồi, để tao thử coi tao có thể vượt qua thử thách này không. Đây thằng nào bấm giờ nè, đứng trước cameraman bấm giờ nè. Không, cái đó là tắt rồi. Trời ơi mấy anh đệ, cho tao 30 giây thử nghiệm đàng hoàng y chang như mấy anh kia luôn. Ok chưa? Ok. Kỹ năng nên nó mới ao ghẹt gì đó, chứ người ta chạy bình thường như nãy ta ăn tiền rồi. Kệ nó, mình ăn tiền mình không sao. Rồi vô lại tao máy đi. Sau 3 cái game 1 xị, 2 xị và 5 xị vừa rồi thì cái game 5 xị này chỉ có mình tôi là có khả năng lấy tiền được thôi. Nhưng mà bây giờ các anh em là quyết định là muốn chơi lại. Nhưng mà để mà chơi lại á thì phải tăng độ khó hơn một tí xíu. Đó chính là ngoài 15 giây đứng thăng bằng trên xe, bắt buộc phải cộng thêm 5 giây thả một chân ra bên hông xe. Sao bây giờ anh em cảm thấy là anh em có muốn chơi tiếp không? Dĩ nhiên là cái độ khó nó tăng lên một tí xíu thì tôi sẽ cho thêm một ít thời gian nữa mà tập luyện. Không còn là 30 giây nữa, cộng thêm 10 giây. Ok, cộng thêm 5 giây bỏ chân là thêm 10 giây tập luyện. Ok, mỗi người sẽ có 40 giây để tập luyện. Rồi, đây là cái game cuối nha. Ăn tiền ăn được, ăn không ăn thôi nha, nghỉ nha. Rồi, ok, vô. Thôi, vô. Chuẩn bị, 40 giây, bắt đầu. Cái điểm đó chính là làm sao mà chúng ta giữ cái cơ thể của chúng ta ít cử động bẻ tay lái nhất. À, cái là khi mà chúng ta chạy á, chúng ta sẽ rất là dễ bị đánh tay lái nhiều. Nhưng mà lúc đầu nó đánh nhiều, mới bắt đầu mình bình tĩnh lại để cho cái dao động đánh của nó càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng cái tay mình nó không đánh nữa. Chúng ta sẽ đạt được cái điểm thăng bằng. Hồi nãy đó là cái cách mà tôi làm. Còn chúng ta càng dao động nhiều á là sẽ càng mất thăng bằng. Đó, ca này khó quá nên mình chỉ đến cái mẹo. Cái này rút chân máy tính nha sếp. Ok, rút chân lên mới tính giờ. Bây giờ mày sẽ có 10 giây, 15 giây để làm quen trước. Tăng lên luôn, 15 giây làm quen, bắt đầu. 15 giây làm quen. Rồi, chuẩn bị nè,
bắt đầu phải bỏ chân nè. Chưa rồi, bắt đầu bỏ chân đi. Ui ba chen vậy, ba chen quá. Đại ca anh ăn gian quá nhưng mà hỏi kệ cha coi khó. Rồi bắt đầu tính giờ cho anh. Có ăn gian đi chăng nữa, xin cho ăn gian đi cũng không được đâu à. Mà ha, năm sĩ mà chỉ có sếp ăn được thôi. Rồi 40 giây tập luyện. Rồi sẽ có 15 giây để chuẩn bị thực hiện động tác nha. Hết 15 giây là bắt buộc phải lên nha. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bắt đầu thực hiện động tác. Rồi xong, chia tay. Khó quá. Khó quá. Rồi, 40 giây bắt đầu. Hết thời gian tập luyện. Dì anh em. Rồi 15 giây bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi thôi, nó đứng lên luôn rồi, bắt đầu tính luôn. Thấy chưa? Rồi, thôi luôn rồi. Game over. Đổi thiếu. Đổi người. Cơ hội kiếm đơn sĩ. Game này hơi bị căng á. Bắt đầu 40 giây tập luyện. Luyện tiếp, không sao, chạy đi. Rồi để ta bấm dần cho 20 giây, từ từ cho 20 giây không sao, cho này là lỗi kỹ thuật của cái bàn quay. Chạy nó, không cần lông đờ cũng được, ép vô. Đại thôi. Hết giờ. Có 15 giây thử nè, rồi bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Từ từ dần. Cơ hội làm lại nên chỉ cho mày 5 giây thử hết thằng bạn thôi. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, game over. Chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Rồi còn ai nữa? Anh Hoang ao game hả? Anh Hoang bỏ luôn hả? Rồi 40 giây bắt đầu. Đây cũng là cái bài để tôi test thử coi mấy đệ tôi nào kỹ năng thằng bằng tốt. Thằng nào mà tốt rồi mai mốt cho đi theo biểu diễn là đẹp. Hết giờ rồi. Chơi. Bây giờ mày sẽ có 15 giây để thực hiện động tác nha. Hết 15 giây mới bắt đầu xài. Rồi, bắt đầu. Rồi, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bắt đầu thực hiện động tác. Game over luôn rồi. Rồi, cameraman muốn thử không? Ok.
có nghĩa là sau ở cái vòng này khi mà tăng độ khó lên thì tổng cộng 7 người đã có 2 người out game ngay từ đầu, rất là khó ăn tiền. Và bây giờ là mình sẽ là sếp và mình sẽ thử thách cuối cùng. Cái thời gian mình chạy trên chiếc xe này thì cũng đồng đều với lại các anh em, chứ mình không có chạy hơn gì cả. Thôi để xem thử coi là một cái thằng già như mình với nhiều năm kinh nghiệm thì có thể nào mà chiến thắng thử thách của chính mình không. Rồi nha, em ngồi đầu luôn không, anh không cần 40 giây đầu luôn, chừng nào anh kêu bấm. À thôi cứ bấm đi. Rồi em ngồi đầu luôn. Không mà hả, đập tới 1 hả? Không, 1 hả? 1 hả? 2. Bây giờ tập luyện đúng không? Rồi bắt đầu tính giờ chơi luôn á, chơi luôn á, đếm tới chừng nào tới 15 để nói tao bỏ chân ra nha. Chuyện bình thường, chuyện bình thường. 35 nha. Rồi. Đấy. Nếu mà nói về tuổi tác thì tôi có già, tôi yếu hơn mấy nàng tí, nhưng mà kỹ năng thăng bằng của tôi thì vẫn còn ổn. Vẫn ổn. Rồi, rất cảm ơn mọi người sẽ ủng hộ. Hôm sau kia em sẽ nghĩ ra nhiều cái game show về cái trò chơi về xe ha. Đó, để cho mọi người thử xem có kỹ năng của mình có tốt hay không nhé. Rồi, chào mọi người. Hẹn gặp lại ở phần sau.